quý vị, một chiến dịch tấn công hệ thống mạng có chủ đích quy mô lớn đang được thực hiện nhằm vào các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam. Theo thống kê của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, đến thời điểm hiện tại đã có hơn 400.000 địa chỉ IP máy tính của Việt Nam bị nhiễm mã độc của chiến dịch tấn công này. Lệnh điều phối ứng cứu sự cố này được gửi tới các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị cùng các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia. Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, chiến dịch tấn công này được thực hiện với máy chủ điều khiển đặt bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Cái mã độc, đây là mã độc tấn công APT nên rất là nguy hiểm. Nguy hiểm là nó có thể đánh cắp thông tin, nó có thể gây ra các cái tấn công mạng leo thang đặc quyền để tấn công vào hệ thống khác, hoặc là sẽ huy động nhiều địa chỉ IP, hàng nghìn, hàng chục ngàn địa chỉ IP có thể tấn công vào một cái mục tiêu nào đó để làm tê liệt các hệ thống. Mã độc được nhóm tin tặc sử dụng trong chiến dịch tấn công APT lần này rất nguy hiểm, đã tấn công vào các cơ quan của chính phủ, các hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia và người dùng trên mạng Internet Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, Cục An toàn Thông tin đã xác định được hơn 400.000 địa chỉ IP bị lây nhiễm với hơn 16 biến thể của mã độc trong chiến dịch này. Hiện nay trong thời gian vừa rồi, thì Cục An toàn Thông tin phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông Internet và các doanh nghiệp về an toàn an ninh mạng để phát triển gấp ra một cái công cụ có thể tiêu diệt 16 cái mã độc này. Và công cụ này là được đặt trên trang của Cục An toàn Thông tin, thì người dùng, vì đây là một cái chiến dịch tấn công một cái diện rất là rộng, nên chúng tôi khuyến cáo là người dùng vào cái trang web của Cục An toàn Thông tin để tải công cụ về và để tìm và xử lý, bóc gỡ, tiêu diệt cái mã độc. Để phòng tránh bị lây nhiễm mã độc, người dùng cần cẩn trọng khi mở các email, nhất là những email lạ. Tuyệt đối không mở các file đính kèm mail nghi ngờ có cài mã độc. Người dùng cũng có thể truy cập vào trang web ais.gov.vn để tải và chạy công cụ RAQuest, diệt mã độc tấn công có chủ đích.